dẫn cách làm đẹp từ A đến Z chỉ với một lọ dầu dừa vài chục ngàn. Bạn có thể tiết kiệm cả triệu tiền mỹ phẩm đấy nhé. Dầu dừa được xem là một trong những loại nguyên liệu rẻ tiền và toàn năng nhất với chị em phụ nữ chúng mình. Chỉ với vài muỗng dầu dừa cũng có thể giúp chị em làm đẹp từ đầu đến chân, thay thế rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền khác. Bạn sẽ không phải tốn hàng triệu đồng mua mỹ phẩm nếu bạn biết những mẹo làm đẹp đơn giản và hiệu quả từ dầu dừa dưới đây. Đó là những công dụng làm đẹp nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Công dụng thứ nhất là dầu dừa có thể trị thâm nách hiệu quả. Bạn biết không, thoa nách bằng dầu dừa thường xuyên và kiên nhẫn sẽ giúp làm sáng da vùng nách một cách an toàn, cho phép chị em chúng mình tự tin mặc những bộ đồ yêu thích mà không lo làn da bị thâm nữa đấy. Nếu bạn còn băn khoăn về phương pháp trị thâm nách bằng dầu dừa thì bạn hãy xem những tác dụng của dầu dừa với làn da thâm vùng nách này nhé. Thứ nhất là vitamin E trong dầu dừa nuôi dưỡng và làm dịu da, hỗ trợ chữa lành các tổn thương gây ra sẹo và các vết sẫm màu ở vùng da dưới nách. Thứ hai là dầu dừa có tính kháng khuẩn cao, vì vậy nó sẽ ngăn ngừa nhiễm trùng và hoạt động như một chất khử mùi hiệu quả. Thứ ba là các chất chống oxy hóa có trong dầu dừa sẽ giải độc các lỗ chân lông, giúp lỗ chân lông không còn bị bít tắc, làm sạch và xe khít lỗ chân lông nhanh chóng. Thứ tư là các protein trong dầu dừa sẽ giúp phục hồi các mô và tạo ra các tế bào da khỏe mạnh mới, giúp làn da vùng nách trắng sáng và mềm mại lên trông thấy. Thứ năm là dầu dừa sẽ ngăn ngừa sự lão hóa da vùng nách, giúp làn da vùng nách trở nên căng mịn và tươi trẻ, không còn tình trạng sần sùi da nữa. Giờ thì bạn đã có thể tin chắc rằng dầu dừa sẽ hỗ trợ trị thâm nách tự nhiên tại nhà cho các chị em một cách hiệu quả và tốt nhất chưa? Cách đơn giản nhất để sử dụng dầu dừa trị thâm nách chỉ là bạn massage một lượng nhỏ dầu dừa vào vùng da nách cho đến khi dầu dừa thấm hết vào da là được. Bạn lưu loại hỗn hợp này ở vùng nách khoảng 20 đến 30 phút, sau đó rửa sạch đi là được. Bạn hãy thực hiện 2 lần một ngày vào buổi sáng và tối, và đảm bảo rằng dầu dừa bạn sử dụng là loại dầu dừa nguyên chất để có thể đạt hiệu quả trị thâm nách tại nhà trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả cao nhất bạn nhé. Công dụng thứ hai là dầu dừa có thể dưỡng thể toàn thân và làm trắng da hiệu quả. Như chúng tôi đã phân tích ở phần trên, trong dầu dừa có chứa một lượng vitamin E dồi dào. Đây là một chất vô cùng quan trọng cho quá trình làm đẹp da. Khi chúng ta thoa dầu dừa vào da, dầu dừa sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào sâu bên trong da. Vitamin E trong dầu dừa sẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa. Nó sẽ ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do, tức là ngăn chặn nguyên nhân gây đen da, sạm da, gây nám da và tàn nhang. Và bạn biết không, chỉ sau một vài ngày sử dụng thôi, làn da bạn sẽ trở nên mềm mại, trắng sáng lên trông thấy. Đặc biệt là vào mùa đông, dầu dừa sẽ giúp bạn nói không với tình trạng khô da, nứt nẻ da, duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da, giúp da chúng ta lúc nào cũng căng bóng, hồng hào và đầy sức xuân. Dầu dừa là một loại dầu dưỡng thể toàn thân tốt nhất, với hương thơm vô cùng ngọt ngào và dễ chịu đấy bạn nhé. Bạn hãy dùng một muỗng cà phê dầu dừa rồi massage nhẹ nhàng khắp toàn thân. Bạn có thể để qua đêm hoặc lau sạch sau 30 phút đều được. Đặc biệt nếu bạn dùng vài giọt nguyên liệu này massage bàn tay, bàn chân và vùng gót chân vào mỗi tối, nó sẽ giúp bạn làm mềm gót chân, giải quyết tình trạng triệt để bong chóc vùng da ở gót chân, làm cho gót chân của bạn trở nên hồng hào và không bị bong chóc. Công dụng thứ ba là dầu dừa có thể làm trắng răng. Đây là một tuyệt chiêu giữ gìn hàng răng trắng và nụ cười xinh mà rất ít chị em biết đấy nhé. Dầu dừa không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn có thể làm trắng răng một cách an toàn và nhanh chóng. Sử dụng cách làm trắng răng bằng dầu dừa khá an toàn cho người thực hiện, nên cách này được sử dụng rất phổ biến tại các nước phương Tây. Vì sao dầu dừa có thể làm trắng răng bạn đã biết chưa? Bởi vì các vi khuẩn sống trong miệng là những đơn bào được phủ bên ngoài bằng một lớp màng chất béo lipid. Dầu dừa cũng là một chất béo,
khi trộn hai chất béo với nhau sẽ tan vào nhau và hấp thụ nhau. Vì vậy, khi chúng ta súc miệng hoặc đánh răng bằng dầu dừa, thì dầu dừa sẽ len lỏi vào những chân răng, kẽ răng, cuốn theo những vi khuẩn ẩn nấp bên trong đó. Bạn súc miệng càng lâu, càng mạnh, thì càng nhiều vi khuẩn bị hút đi. Đồng thời, các mảng bám, vết ố vàng cũng bị hòa tan, làm sạch một cách hiệu quả, giúp răng của bạn trắng sáng hơn trông thấy. Để giúp hàm răng trắng sáng, thơm miệng và tiêu diệt vi khuẩn, răng luôn chắc khỏe, thì bạn hãy thực hiện ngay cách làm trắng răng bằng dầu dừa ngay bây giờ nhé. Cách làm trắng răng bằng dầu dừa rất đơn giản các bạn ạ. Bạn chỉ cần lấy dầu dừa nguyên chất và dùng bàn chải chà nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút. Sau đó bạn hãy tiến hành súc miệng bằng dầu dừa nguyên chất trong 1 phút tiếp theo nữa nhé. Lúc này các mảng bám, cặn bã thức ăn, vi khuẩn trong khoang miệng sẽ được lấy ra hết, giúp răng trắng và mang lại hơi thở rất thơm tho. Thực hiện cách này hàng ngày bạn nhé. Răng bạn không những trắng dần lên mà hơi thở cũng thơm mát nữa đấy. Công dụng thứ tư của dầu dừa là một loại mặt nạ dưỡng tóc rất hiệu quả. Dầu dừa được coi là một trợ thủ đắc lực cho những cô nàng sở hữu mái tóc khô và rối. Mỗi tuần một lần, bạn hãy dùng dầu dừa mát xa từ thân đến ngọn tóc, chụp tóc lại và để ủ trong vòng 30 phút, sau đó gội lại bằng dầu gội như bình thường. Dầu dừa sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết cho tóc, giúp bạn nhanh chóng sở hữu một mái tóc bóng mượt, khắc phục phần ngọn tóc khô và giúp tóc mọc dài nhanh trông thấy đấy nhé. Công dụng thứ 5 là dầu dừa giúp dưỡng môi và làm hồng môi một cách nhanh chóng. Đôi môi thâm, nứt nẻ sẽ không còn là nỗi lo lắng của bạn với khả năng dưỡng ẩm siêu hạng của dầu dừa. Bạn chỉ cần thoa một chút dầu dừa lên môi trước khi ngủ thì ngay hôm sau bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt với làn môi căng mọng như trái đào đấy nhé. Công dụng thứ 6 là dầu dừa có vai trò như kem dưỡng da vùng mắt rất hiệu quả. Bạn biết đấy, vùng da dưới mắt thường rất mỏng và nhạy cảm. Nếu như không được chăm sóc đúng cách, da sẽ rất dễ có nếp nhăn, bọng mắt hay quầng thâm sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thay vì phải chi số tiền lớn vào mỹ phẩm dưỡng da mắt đắt tiền, bạn hãy lấy ngay một lượng nhỏ dầu dừa trên đầu ngón tay rồi thoa nhẹ nhàng lên vùng da quanh mắt. Nó sẽ giúp làm mờ quầng thâm và dấu chân chim cũng sẽ giảm đi rõ rệt đấy nhé. Và vai trò thứ 7 của dầu dừa là có thể tạo độ bóng cho da. Bạn hãy thoa một lượng ít dầu dừa lên vùng xương gò má, đường sống mũi và ngay sát phía trên lông mày, bên dưới lớp nền trang điểm. Việc này sẽ mang đến làn da sáng bóng đầy sức sống và tạo khối tự nhiên cho khuôn mặt của bạn đấy nhé. Và công dụng cuối cùng là dầu dừa giúp chị em giảm cân hiệu quả lắm đấy nhé. Đối với các chị em bình thường thì dầu dừa được xem như thần dược để chăm sóc sắc đẹp cũng như làn da. Còn đối với những người béo, đây lại được xem như giải pháp hoàn hảo, đánh tan mỡ thừa, giúp nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn. Dầu dừa còn có tác dụng giảm cân rất hiệu quả. Dầu dừa khi đi vào cơ thể có tác dụng tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể nhanh chóng. Vì vậy nó sẽ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ thừa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cách làm rất đơn giản. Trước mỗi bữa cơm khoảng 15 đến 20 phút, bạn hãy ăn 2 đến 3 thìa dầu dừa. Dầu dừa sẽ khiến bạn no nhanh hơn các loại chất béo khác, giúp bạn ăn ít hơn và cảm thấy no lâu hơn. Kết quả là trong bữa ăn, bạn sẽ không ăn quá nhiều. Một nghiên cứu mới đây của Australia cho hay, chế độ ăn chứa nhiều dầu dừa sẽ giúp đánh bật chất béo ra khỏi cơ thể rất hiệu quả. Khi mọi người thực hiện chế độ ăn giàu chất béo, cơ thể họ sẽ cố gắng bù đắp bằng cách tăng khả năng oxy hóa chất béo. So với chế độ ăn nhiều mỡ, chế độ ăn nhiều dầu dừa làm tăng khả năng oxy hóa của cơ bắp hiệu quả hơn, từ đó khiến cho lượng chất béo dự trữ trong cơ thể ít đi và dần biến mất. Dầu dừa còn giúp dễ tiêu hóa, tăng cường chức năng hoạt động của tuyến giáp và các hệ thống enzyme. Vì thế, nó tăng cường hoạt động chuyển hóa của cơ thể bằng cách loại trừ căng thẳng cho tuyến tụy, nhờ đó nó đốt cháy nhiều năng lượng và chống béo phì. Người ta tin rằng những lợi ích mà dầu dừa mang lại cho sức khỏe và sắc đẹp
luôn là điều tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người đấy các bạn nhé. Trên đây là công dụng làm đẹp tuyệt vời của dầu dừa mà các nàng nhất định phải biết. Hy vọng video này của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích. Chúc các bạn luôn xinh đẹp.